Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Như vậy là sau nhiều hồi hộp và dự báo thì cuối cùng thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May cùng các cộng sự soạn thảo và đàm phán trong suốt 2 năm qua đã được bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 15 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên thì các nghị sĩ Anh đã bác bỏ thỏa thuận nêu trên và đẩy nước Anh vào thế hỗn loạn trước thời điểm chính thức rời Liên minh châu Âu-EU vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Nước Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận nào hay sẽ phải có một bản thỏa thuận khác hoặc là sẽ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về Brexit. Những khả năng trên sẽ được phân tích trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương và tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau của chúng tôi về kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit diễn ra trong tuần qua. Với 432 phiếu chống và 202 phiếu thuận, Quốc hội Anh đã chính thức bác thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đã đạt được với EU. Đây là thất bại nặng nề nhất của chính phủ Anh tại Quốc hội trong lịch sử chính trị hiện đại nước này. Diễn biến này đặt nước Anh vào tình thế rối ren khi họ có thể phải rời EU mà không có thỏa thuận nào trong tay vào ngày 29 tháng 3, thời hạn đã được thống nhất. Rõ ràng là Hạ viện không ủng hộ thỏa thuận này, nhưng cuộc bỏ phiếu tối nay cũng chẳng cho chúng ta thấy họ ủng hộ cái gì. Người dân, đặc biệt là công dân EU đang sống ở đây và công dân Anh đang sống trong EU, xứng đáng được biết rõ câu trả lời cho những vấn đề này càng sớm càng tốt. Những người mà công việc của họ phụ thuộc vào thương mại giữa chúng ta với EU cũng cần sự rõ ràng. Lo lắng, quan ngại và bất ổn là những từ được lãnh đạo các nước châu Âu đề cập tới sau khi thỏa thuận Brexit bị phủ quyết ở Hạ viện Anh. Từ trụ sở của Liên minh châu Âu tại Bruxelles, giới lãnh đạo EU tuyên bố đang chờ đợi bước đi tiếp theo của London, cũng như khẳng định cả khối sẽ không đưa ra bất cứ thay đổi nào liên quan tới thỏa thuận Brexit. Trong thông báo, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán lại nào về thỏa thuận Brexit. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ với sức ép mà London đang đối diện, cũng như cho rằng người dân Anh sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất khi Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Từ Đức, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, nhận định đây là tình huống tồi tệ nhất trong tất cả các phương án. Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng việc Anh rời EU không có thỏa thuận sẽ mang tới những tác động tiêu cực cho EU và là thảm họa với London. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết có thể sẽ có một thỏa thuận Brexit khác với điều kiện London phải thay đổi các yêu cầu. Ông Barnier cũng cảnh cáo EU đã chuẩn bị cho một kịch bản Brexit hỗn loạn, điều có thể sẽ tác động tới toàn bộ châu Âu. Trước đó, không lâu sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Anh được công bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đề nghị Anh sớm làm rõ những bước đi tiếp theo vì thời điểm Anh rời EU theo dự kiến sắp tới gần. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định 27 quốc gia thành viên EU vẫn giữ nguyên quan điểm về thỏa thuận Brexit. Như vậy là Hạ viện Anh đã bác cái thỏa thuận Brexit. Vậy thì theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát, vì sao lại có cái kết quả trên ạ? Lý do chính là vì đa số các nghị sĩ của Anh, mà đa số áp đảo trong Quốc hội, thì cho rằng chính phủ của ba thủ tướng là chưa đạt được một cái thỏa thuận mà có lợi nhiều cho Anh. Họ cho rằng là nước Anh có vẻ còn yếu thế trong cái quá trình Brexit này. Thì đấy là lý do chính. Mà chỗ này nhạy cảm nhất lại là vấn đề mà kiểm soát cái đường biên giới giữa Bắc Ireland. Bắc Ireland thì vẫn thuộc Anh, là một thành viên của Liên Hiệp Anh, và biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Cộng hòa Ireland thì vẫn thuộc là Liên minh châu Âu. Và tới đây thì xử lý cái biên giới này thế nào, thì những cái vấn đề đề ra trong cái thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu chưa làm cho các nghị sĩ hài lòng. Tuy nhiên thì đấy là lý do chính thôi, và tất nhiên chủ đề chính là vấn đề Brexit. Nhưng mà mỗi cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Anh hiện nay liên quan đến những vấn đề này cũng như liên quan đến chính phủ, là nó thể hiện những mâu thuẫn chính trị ở nước này giữa các đảng phái, giữa các phe phái, và đặc biệt là giữa đảng bảo thủ đang cầm quyền này với đảng đối lập lớn nhất là Công đảng Anh. Thì những cái kết quả vừa rồi là cũng đã được dự đoán trước, và tình hình còn tiếp tục diễn biến phức tạp nữa.
Vâng ạ, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, một câu hỏi đặt ra đấy là năm 2016 thì đa số người dân Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch Brexit. Vậy thì tại sao cho đến nay Hạ viện Anh thì lại thống nhất với tỷ lệ cao là bác bỏ cái thỏa thuận giữa EU với chính phủ của bà May? Cái kết quả này nó phản ánh cái điều gì? Việc Brexit thì có nghĩa là ly hôn giữa Anh và EU thì nó rõ này. Thế nhưng mà cái xử lý sau cái ly hôn này, phân chia trách nhiệm quyền lợi của hai bên nào thì lại chưa rõ. Mà chưa rõ đấy thì Thủ tướng May là chịu trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân Anh là phải làm sao là kết hợp được cái hài hòa, cái lợi ích của nước Anh và lợi ích của EU để có một cái sự thương lượng cả hai bên cùng win-win, cả hai bên cùng chấp nhận được. Thế nhưng mà cái thỏa thuận đấy là tháng 11 năm 2018 vừa qua ấy, là bà thỏa thuận được với EU và coi như EU cũng là coi như ok rồi. Thế bây giờ đến lượt bà trình bày trước Quốc hội nhưng mà cái thỏa thuận Quốc hội không nghe. Bởi vì những cái thỏa thuận mà bà ấy, với EU đã ký được rồi ấy, thì không đáp ứng được cái lợi ích của nước Anh. Mặc dù trước đây tôi đồng ý anh cho anh Brexit và anh thay mặt anh cho đất nước Anh để đàm phán với EU để làm sao nước Anh chấp nhận được sau khi ra khỏi cái cuộc ly dị này, thì bà May đã không làm được điều đó. Và bà không làm được đó thì chắc chắn là Quốc hội chống. Cái thứ hai nữa nói như anh Phát, nhà báo Nguyễn Đăng Phát vừa nói xong ấy là gì, là nó biểu hiện cái sự mâu thuẫn giữa các đảng phái trong Quốc hội. Và ngay sau khi bỏ phiếu xong ấy thì là bốn người đứng đầu của bốn đảng phái đã viết một bức thư là đề nghị là phải bỏ phiếu lại. Đề nghị là gì, là thậm chí có phải trưng cầu dân ý lại. Và trước mắt đặt ra rất nhiều cái khả năng khác nhau, kể cả Brexit cứng. Vậy thì theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát, với cái kết quả trên thì nó sẽ khiến cho cái tiến trình Brexit của nước Anh nó sẽ rẽ theo những cái chiều hướng như thế nào? Hiện nay có những khả năng thế này, ba thủ tướng Anh thì vẫn khẳng định là tôn trọng cái ý nguyện của nhân dân Anh trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, tức là Brexit. Thì sứ mệnh của chính phủ ba của ba là phải thực hiện cái tiến trình này, nhưng mà phải bảo đảm làm sao để lợi ích quốc gia của Anh đạt mức cao nhất. Còn phía Liên minh châu Âu thì khẳng định là thỏa thuận ngày 25 tháng 11 vừa rồi giữa London và Bruxelles thì không thể thay đổi nữa. Cái mốc đã định ra là 29 tháng 3 thì thực hiện Brexit, Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Tất nhiên sau này có quá trình gọi là quá độ nữa. Do đó hiện nay thì cũng người ta nói đến một số khả năng nữa, tức là ở Anh tiếp tục thảo luận, ba thủ tướng Anh thì tiếp tục có thể là lại gặp gỡ các quan chức của Liên minh châu Âu để mà tìm kiếm thêm những sự nhượng bộ. Nhượng bộ này để phục vụ đáp ứng những cái đòi hỏi của các chính đảng, của các lực lượng ở Anh thể hiện ở trong Quốc hội. Nhưng mà có giành được cái sự thỏa thuận nhượng bộ của Liên minh châu Âu hay không thì chưa rõ. Và người ta cũng nói đến những khả năng xa hơn, tức là và một số lực lượng chính trị ở Anh đòi hỏi là phải tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân. Kết quả của 26 tháng 3 năm 2016 là rõ rồi như thế, nhưng tổ chức lại để cho thế hệ bây giờ, những người bây giờ thể hiện nguyện vọng một lần nữa. Và những cái người mà muốn tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân về Brexit ở Anh ấy, thì họ hy vọng là sẽ có một cái lực lượng cử tri trẻ khoảng 1,5 triệu người. Tức là năm 2016 thì họ chưa đủ tuổi để đi bỏ phiếu, nhưng năm nay họ có thể đi bỏ phiếu với những lực lượng này là ủng hộ liên kết với châu Âu. Do đó mà tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân thì cũng là một sự đòi hỏi. Và nếu để tổ chức lại thì phải mất khoảng 1,5 năm để chuẩn bị tổ chức cái này. Nhưng mà ba thủ tướng Anh thì cho rằng không thể tổ chức lại. Thì hiện nay ở nước Anh thì cũng đang bàn cãi, và ở Liên minh châu Âu thì cũng đang bàn tính. Và nhiều khả năng lắm về mặt lý thuyết. Nhưng mà trước mắt chính phủ Anh vẫn tiếp tục khẳng định là thúc đẩy cái tiến trình Brexit. Và dù cứng hay mềm, tức là có thỏa thuận cụ thể với Liên minh châu Âu hay là không ấy, thì cũng vẫn thực hiện cái tiến trình này. Và cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, cả nhà báo Nguyễn Đăng Phát và ông thì đều nhắc đến cái khả năng Brexit cứng. Vậy thì liệu rằng cái sắp tới đây Brexit của nước Anh sẽ đi theo hướng đó hay là còn một hướng đi nào khác nữa? Brexit cứng có nghĩa là rút ra khỏi Liên minh châu mà chẳng có một cái thỏa thuận nào cả. Và đây là cái điều tồi tệ nhất. Nhưng mà trước mắt nước Anh thì vẫn còn rất nhiều cái khả năng. Thì bà May bây giờ là chạy như con thoi giữa EU, London với Bruxelles.
để làm sao mà tìm được cái tiếng nói chung. Thế nhưng mà cũng rất khó ở chỗ là nhà báo Nguyên Đăng Phát đã nói EU thì rất là cứng rắn. Thỏa thuận ngày 6 tháng 1 vừa rồi là đóng đinh lại rồi, chốt, không có một cái thỏa thuận mới nào nữa. Bởi vì đấy là cái thỏa thuận cuối cùng mà EU đã nhượng bộ lắm rồi. Thế nhưng mà may ấy, nếu bà không làm việc này chắc chắn bà đổ. Nhưng bà đang cố gắng thuyết phục, vừa thuyết phục quốc hội, vừa thuyết phục các đảng phái, và như con thoi giữa Bruxelles và London, để làm sao tìm được một lần nữa tiếng nói chung. Ngoài ra còn có khả năng nữa là gì, là có khả năng là gì, là hủy cái Brexit cũ đi, trưng cầu ý kiến lại. Và cái món nợ mà căng thẳng nhất có hai cái vấn đề. Một là gì, là nếu Brexit thật thì mà ký thì nước Anh không thể trốn đâu được cái khoản nợ 30 đến 39 tỷ bảng. Đúng không? Mà trong đấy là gạn lắm rồi, nước Anh chỉ tiết kiệm được khoảng 3 đến 7 tỷ bảng thôi. Trước mắt ấy, nó nhiều variant khác nhau lắm. Nhưng mà tôi tin một cái variant là cả EU lẫn nước Anh đều phải ngồi lại để tìm được tiếng nói chung thương lượng. Và sau khi thương lượng rồi thì sau cái ngày 29 tháng 3 sắp tới ấy, thì nó còn có cái độ co giãn nữa mà. Thì tôi hy vọng là như vậy. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn thì cũng vừa nhắc đến Thủ tướng Anh Theresa May, và có thể thấy rằng là cái kết quả vừa rồi trên chính trường Anh thì đã khiến cho bà May rơi vào một cái tình thế hết sức là khó khăn. Mặc dù mới đây thì bà May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, một cuộc bỏ phiếu thứ hai trong vòng có hơn một tháng tại nước Anh. Tuy nhiên thì trước mắt thì còn rất nhiều những cái thử thách khác. Vậy thì theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát, bà May còn phải đối mặt với những cái thử thách, những khó khăn nào trong thời gian tới đây? Sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng mà điều đáng chú ý như nhà báo Kiều Trinh vừa nói, tức là khi bỏ phiếu về thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Anh thì đa số áp đảo là phản đối, nhưng khi bỏ phiếu gọi là bất tín nhiệm chính phủ của bà May thì một đa số, tuy là đa số thường thôi, lại ủng hộ bà tiếp tục làm thủ tướng. Và trước đấy thì riêng nội bộ đảng bảo thủ có một cuộc bỏ phiếu hồi tháng 12 năm 2018 thì vẫn để bà May là làm chủ tịch đảng, nghĩa là vẫn làm thủ tướng Anh. Thì ở đây nó có vấn đề thế này, tức là tình thế của bà May thì rất khó khăn, nhưng các lực lượng chính trị ở Anh, Quốc hội Anh vẫn giao cho bà cái sứ mệnh là tiếp tục cái tiến trình cọ sát này trong vấn đề Brexit, tức là tiếp tục thương lượng với Liên minh châu Âu và tìm kiếm những cái giải pháp mà tốt nhất trước mắt là cho đến ngày 29 tháng 3. Và bản thân bà May cũng đã tuyên bố bà không từ chức vì sứ mệnh của bà là phải làm việc này. Bà May cũng nói là nếu tổ chức tổng tuyển cử thì cũng chưa rõ lực lượng nào có thể nắm được quyền lực ở Anh, và như vậy cái tiến trình thúc đẩy tiếp theo xung quanh Brexit lại cũng không rõ ràng lắm. Do đó bà cứ tiếp tục làm thủ tướng, như chúng ta đã phân tích từ đầu, còn dựa vào nhiều diễn biến không chỉ của nước Anh mà còn là Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu thì một trong những lý do họ cứng rắn, họ tuyên bố là không nhượng bộ, không đàm phán lại cái thỏa thuận là vì họ cũng nghĩ đến nội bộ của họ. Nếu nhượng bộ Anh điều chỉnh những cái thỏa thuận mà đã đạt được thì một số nước mà vốn thường hay phản đối cái liên kết khá chặt chẽ trong Liên minh châu Âu như Hy Lạp, như Italia, họ phải coi đấy là một cái khả năng để họ lại đấu tranh đòi Liên minh châu Âu phải có những cái nhượng bộ đối với chính những cái nước ấy. Do đó mà khả năng nhượng bộ từ phía Liên minh châu Âu là khó. Do đó khả năng bà May đạt được những cái nhượng bộ của Liên minh châu Âu thì rất mong manh. Do đó áp lực đối với bà và trong tình hình chính trị Anh tiếp tục phức tạp và rất nặng nề. Vâng ạ, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát và tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Ngay sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện tối 16 tháng 1, Thủ tướng Anh Theresa May đã khởi động các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các đảng phái chính trị khác nhau của Anh nhằm thúc đẩy việc thông qua thỏa thuận Brexit tại Quốc hội trong lần trình tới. Thủ tướng May đã mời lãnh đạo của tất cả các chính đảng tham dự các cuộc họp riêng với bà, trao đổi về con đường Brexit sắp tới của nước Anh. Thủ tướng May đánh giá các cuộc họp này mang tính xây dựng và cho biết kể từ ngày 17 tháng 1 sẽ có cuộc gặp với những nghị sĩ bảo thủ theo phái Hoài nghi châu Âu để thảo luận về những đề xuất đối với vấn đề Brexit.
Trước đó, phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, Thủ tướng May khẳng định bà sẽ tiếp tục thực thi lời hứa một cách nghiêm túc đối với các cử tri Anh và thực hiện theo kết quả cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016, đó là đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, EU. Thỏa thuận Brexit lần này đã không được Hạ viện phê chuẩn, vì thế chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để đưa ra một kế hoạch khác phù hợp hơn. Dự kiến bà May sẽ trình kế hoạch Brexit mới vào ngày 21 tháng 1 này, để các nghị sĩ xem xét và bỏ phiếu lại. Trong khi đó, truyền thông Đức hôm nay đưa tin EU có thể nhượng bộ thêm với Anh liên quan vấn đề biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh vẫn còn thời gian đàm phán và hiện EU đang đợi đề xuất từ Thủ tướng May. Trong khi đó, tại Áo, Thủ tướng Sebastian Kurz cũng cho biết EU có thể giúp làm rõ thêm một số nội dung trong thỏa thuận. Mục tiêu chính là để tránh nguy cơ Brexit cứng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, có thể thấy là cho đến thời điểm này thì nước Anh đang phải chịu những tổn thất nặng nề từ cái cuộc ly hôn với EU. Vậy thì ông có thể phân tích về những thiệt hại lớn mà quốc gia này đang phải gánh chịu không? Về nước Anh ấy, như chúng ta đều biết ấy, đến 0 giờ ngày 30 tháng 3, tức là kết thúc ngày 29 tháng 3, bắt đầu 0 giờ ngày 30 tháng 3, thì nếu nước Anh không còn là thành viên của EU nữa, thì sẽ có 4 triệu người, 3 triệu là của công dân nước Anh đang làm việc ở EU, 1 triệu của công dân EU làm việc nước Anh là không hiểu quyền lợi của mình như thế nào, thậm chí có thể bị mất quyền lợi. Đây là một cái mắt. Còn chưa nói là bảo hộ vốn nữa. Bởi vì có, tôi đừng nói những cái mất mát mà có khả năng là gì, là Brexit cứng là nhiều, hoặc là không đạt được một cái thỏa thuận mà cả hai bên đều rằng là cho rằng cũng có lợi. Chúng ta biết rằng là cái mật độ hàng không của châu Âu dày đặc như nào, nếu chúng ta xem trên các cái sơ đồ chuyển động bay. Thế thì các tuyến đường hàng không giữa Anh và EU sẽ phải đóng băng. Toàn bộ hệ thống siêu thị của đảo quốc sương mù nước Anh cũng khả năng ngừng hoạt động. Các ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát của nước Anh có thể mất đến trên 12 tỷ đô. Sự tái lập, cái quan trọng đây, cái rào cản thương mại giữa Anh và EU, đúng không? Cái rào cản thương mại này chắc chắn nó tác động đến cái tỷ lệ thất nghiệp nước Anh và EU rất cao. 20% lao động nam giới có trình độ lao động thấp hoặc trung bình của các nước thành viên EU và Anh sẽ nằm trong cái nhóm khó chịu nhất, mất việc nhiều nhất bởi vì cái rào cản thương mại này. Rồi là gì? Là các cái doanh nghiệp về may mặc, dược phẩm, thiết bị giao thông là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cái Brexit này. Đặc biệt Brexit cứng thì họ thiệt hại đến 10%. Quan hệ hàng hóa tiền tệ, đặc biệt tiền tệ. Nước Anh chúng ta biết rồi, nó là một cái nơi giao dịch tài chính và lớn nhất thế giới, đúng không? Một trong những cái điểm như thế. Và nó liên quan đến Mỹ. Thế bây giờ mà nó có cái chuyện này thì chắc chắn là gì, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tài chính, kinh tế quốc tế, giữa ngân hàng châu Âu, ngân hàng Anh, ngân hàng Mỹ và cả thế giới. Nếu như anh rời khỏi EU mà không có một cái thỏa thuận, hoặc thỏa thuận không đạt được yêu cầu mà họ vẫn cứ phải rời, thì GDP của nước Anh sẽ sụt giảm 4%. Trong lúc đó EU thì sử dụng khoảng từ 0,7% đến 1%. Cho nên là bây giờ họ đang còn hy vọng này này. Phía EU đang bật tín hiệu. Nếu chính phủ của bà May chuyển ranh giới, làn ranh đỏ cứng của họ lui về phía mình, nhượng bộ EU, thì có khả năng tìm được tiếng nói chung. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Những phân tích nhất là hết sức sâu sắc về những cái thiệt hại của không chỉ Anh mà cả của EU nữa liên quan đến Brexit, đúng không ạ? Vậy thì theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát, có thể thấy là cái khả năng mà đàm phán lại cái thỏa thuận giữa EU và Anh thì gần như là không thể. Vậy thì trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại từ giờ cho đến ngày 29 tháng 3 thì nước Anh sẽ phải làm gì? Thứ nhất là tại Quốc hội Anh thì chính phủ của bà May cũng phải vận động, phải giải thích, phải bàn bạc nhiều vấn đề. Cụ thể thì từ ngày 21 thì họ
đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này ở Quốc hội, và dự kiến ngày 29 thì như thế là đưa lại cái thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Anh ra xem xét thôi chứ phải bỏ phiếu. Cũng có cái dự kiến là trong tháng 2 bà May sẽ đề nghị Quốc hội bỏ phiếu một lần nữa. Tất nhiên từ bây giờ đến đấy thì bà sẽ thực hiện nhiều cái biện pháp giải thích, vận động, đồng thời cũng song song với cái này thì bà cũng tiếp cận với Liên minh châu Âu để có thể tìm kiếm những cái điều chỉnh nào đây, những cái nhượng bộ nào đây từ phía Liên minh châu Âu. Thứ hai là với các lực lượng chính trị, các đảng phái ở nước Anh mà cũng thể hiện rõ ở Quốc hội đấy, thì ngay từ tuần vừa rồi bà Thủ tướng Anh đã bắt đầu một cái tiến trình thương lượng đàm phán nhưng cũng rất khó khăn. Chẳng hạn như đảng đối lập lớn nhất tức là Công đảng đấy, ông thủ lĩnh của Công đảng ông Corbyn tuyên bố rằng sẽ không trao đổi, không đàm phán với bà May, với đảng bảo thủ nếu như bà May không bảo đảm rằng là nước Anh sẽ không ra khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận, nghĩa là giải pháp Brexit cứng thì đảng Công đảng là không chấp nhận. Thì như vậy là tiếp cận với các chính đảng, với các đảng phái và các lực lượng chính trị cũng rất khó khăn, nhưng việc ấy bà May đang thúc đẩy và tiếp tục thúc đẩy, hiện nay đã có những cái mốc thời gian. Thì chúng ta cũng biết là cái mốc thì đã định ra cho Brexit là 29 tháng 3, nhưng tôi nói lúc này cũng có thể xê dịch, có thể chưa phải là cái mốc ấy, mọi cái cũng đang là những khả năng lý thuyết và mọi cái cũng có thể diễn ra. Nhưng mà rõ ràng như chúng ta đã nói thì tình thế của bà May, của chính phủ đảng bảo thủ Anh thì cũng rất khó khăn, và sắp tới là những cái động thái sẽ rất năng động trên cái tiến trình Brexit của nước Anh. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn thì sao? Chúng ta đặt ra rất nhiều những cái kịch bản và những cái hướng đi khác nhau liên quan đến Brexit của nước Anh. Vậy thì theo ông cái hướng đi nào sẽ là cả khả thi nhất trong cái thời điểm hiện nay để Anh có thể Brexit một cách êm thấm? Có lẽ câu hỏi này tôi phải chuyển đến bà May. Bà đang trực tiếp đàm phán. Nói cho vui nhưng mà quả thực là trước mắt đặt ra cho bà May rất nhiều cái khó khăn. Mà thời hạn thì không còn nhiều, còn có hơn 70 ngày nữa là đến ngày 29 tháng 3. Thế thì bà May cũng như chính phủ Anh và Quốc hội Anh có một cái hy vọng. Tức là bây giờ tôi đang đàm phán cơ mà, tôi đang còn thương lượng cơ mà. Mà đàm phán và thương lượng thì anh với tôi vẫn phải lắng nghe nhau chứ. Và phải tìm ra được một cái gì đấy mà cả hai bên đều cùng chấp nhận cả. Thế nhưng mà tiếc rằng là EU thì trả lời nó rất là rắn. Đinh đóng vào cột rồi, không nhổ nữa. Và có thể nói rằng là gì, là khả năng người Anh chiến thắng trong cái đàm phán này là rất nhỏ nhoi. Thì bây giờ cái khả năng thì cũng rất nhiều, nhưng mà tôi tin chắc rằng là cũng sẽ có một cái nhượng bộ nào đó để mà có cái thỏa thuận. Vì Quốc hội Anh nói rồi, cứng được, phải có cái thỏa thuận, bởi cứng đều nguy hiểm cả. Và nước Anh cũng như EU đều nhận thức được là gì, là Brexit thì đã là tồi tệ lắm rồi, mà Brexit cứng lại càng tồi tệ cho cả hai. Cho nên họ phải tìm được cái gì đó để giảm thiểu cái thiệt hại đấy. Thì tôi tin trong tương lai có một cái tiếng nói chung nào đó mà tôi chưa hình dung ra là ở cái khâu nào nhiệm vụ. Có ba cái điểm chính mà bà May bà ấy hứa trước Quốc hội và đàm phán với EU, thì ba cái điểm chính thì không biết là gỡ cái điểm nào, vì người ta trong những cái điểm như thế thì người ta chỉ cần tháo gỡ ách tắc một điểm thôi. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn và nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã đến với chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay về những phân tích hết sức sâu sắc về tiến trình Brexit của nước Anh. Cảm ơn hai ông. Thưa quý khán giả và các đồng chí, người Anh đã chọn Brexit vào năm 2016. Tuy nhiên thì hơn 2 năm qua để chọn ra cách Brexit như thế nào thì vẫn là một bài toán khó chưa có câu trả lời. Có thể thấy là những ngày đầu năm mới này của chính phủ do bà Theresa May đứng đầu là những ngày không êm ả. Ngổn ngang thì còn rất nhiều ở phía trước và có lẽ là để Brexit một cách có trật tự là thách thức khó có thể vượt qua. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở phía trước. Và phần bình luận trong chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là một số tin tức quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối ý định của Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để gia tăng sức ép xây dựng tường biên giới với Mexico. Động thái này cho thấy những hoài nghi cũng đang gia tăng ngay trong chính nội bộ Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump, giữa lúc tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị bước sang tuần thứ tư liên tiếp.
Những người phản đối cho rằng hành động đơn phương của Tổng thống sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ hiến pháp và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho những tranh cãi tương tự sau này. Xây dựng biên giới là vấn đề mấu chốt gây bất đồng giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ, dẫn tới việc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần do hết ngân sách hoạt động từ ngày 21 tháng 12 vừa qua. Một chiếc máy bay vận tải quân sự Boeing 707 của quân đội Iran chở 16 người đã rơi xuống khu vực Tây thủ đô Tehran, khiến 15 người thiệt mạng. Một kỹ sư máy bay là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn tin từ quân đội Iran cho biết, chiếc máy bay Boeing 707 bay từ thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan dự kiến đáp xuống sân bay Payam ở Karat. Nhưng phi công lái máy bay đến sân bay Fat. Viên phi công sau đó mất kiểm soát để máy bay trượt đường băng rồi đâm vào bức tường ngăn cách sân bay và khu dân cư. Được biết sân bay Fat vốn không phù hợp cho máy bay chở hàng cỡ lớn. Một số nguồn tin tại chỗ cho rằng thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Hiện công việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ấn Độ vừa mở chiến dịch mới nhằm cải thiện chất lượng không khí tại hơn 100 thành phố trong bối cảnh chất lượng không khí tại quốc gia hơn 1,27 tỷ dân này đã xuống cấp trầm trọng trong những năm gần đây. Thủ đô New Delhi và 13 thành phố khác của Ấn Độ nằm trong danh sách 15 thành phố ô nhiễm nhất do Liên Hợp Quốc đánh giá. Chính phủ Ấn Độ đã chi 42 triệu đô nhằm giảm bớt các nguồn gây ô nhiễm chính như khí thải giao thông, công nghiệp, bụi xây dựng và tình trạng đốt rác thải công nghiệp. Không khí độc hại được cho là nguyên nhân gây ra 1,24 triệu ca tử vong sớm ở Ấn Độ trong năm 2017 và hàng chục triệu người đối mặt với các rủi ro về sức khỏe. Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada đã leo thang lên một nấc mới khi tòa án Trung Quốc kết án tử hình một công dân Canada vì tội buôn ma túy. Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, 36 tuổi, bị Trung Quốc bắt giữ vào năm 2014 với tội danh buôn ma túy từ Trung Quốc sang Australia. Hồi tháng 11 năm ngoái, Robert bị kết án 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa án tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc tuyên bố kết án Robert tử hình và cho rằng bản án trước là quá nhẹ. Robert sẽ có 10 ngày để kháng cáo. Ngay sau phán quyết của Trung Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án mạnh mẽ quyết định này. Bộ Ngoại giao Canada cũng khuyến cáo người dân nên cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn tới Trung Quốc du lịch. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng với những phản ứng từ phía Ottawa, cho rằng Canada nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc.